Tập 13. Thứ này còn giá trị hơn, chúng ta nghĩ nhiều. Mau đóng nó lại đi, chúng ta không thể tùy tiện động vào nó. Trần Văn Cẩm muốn chuyển ra nhất định phải đổ nước vàng đi. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Làm việc đi, được. Ngô Tam tỉnh. Không được, anh nói xem tôi đúng hay là cô ta đúng. Đại quán, không được đổ nước vàng đi. Chuyện này tôi phải nghe lão Ngô. Cô tránh ra, mau để nắp quan tài lại. Anh nói đi. Tôi để nó ở đâu đây? Anh nói đi. Thôi được rồi. Hay là chúng ta nghe theo chị dâu đi. Ai là chị dâu của anh? Ngô Tam Tĩnh, anh coi tôi là ai? Anh tôi thích cô thì cô là chị dâu của tôi. Sau này mọi người đều là người một nhà. Tôi và Văn Cẩm đều sẽ nhường nhịn cô. Chỗ này nguy hiểm quá. Chúng ta để thứ đó ở lại đây mãi mãi đi. Tam Tĩnh, bịt kín chỗ này lại đi. Đại quản, làm việc đi. Chủ nhiệm, đi thôi. Không ai biết Mẫu Tuyết Hải về địa cung bằng cách nào. Anh ta không ngừng ghép bích họa ở đó và rơi vào trạng thái điên loạn. Cuối cùng đã ghép ra một bức tranh, chính là Thành Sấm. Sau đó chú cũng đã biết chuyện xảy ra sau đó. Mẫu Tuyết Hải cho rằng đây là một phát hiện quan trọng trong ngành khảo cổ. Anh ta muốn báo cáo lên cấp trên nhưng lại không tìm được lối ra. Sau đó ông ta ra ngoài bằng cách nào? Sau khi ra ngoài, sao ông ta lại không báo lên trên? Đây có lẽ là chân tướng mà chú ba cháu muốn cháu điều tra. Chú bà cháu sẽ không làm việc một cách đầu voi đuôi chuột đâu, mà luôn cố chấp giống như cháu vậy. Tề Tấn vì quá liều lĩnh trong chuyện này đã bị đơn vị phê bình nghiêm khắc, cũng đã bị ra khỏi đội khảo cổ. Cô ấy tìm đến gặp chú.
Anh thích tôi đúng không? Thích. Vậy chúng ta yêu nhau đi. Em làm sao thế? Đừng nói nhiều. Có yêu hay là không? Đi thôi. Đi xem phim nào. Nhưng bộ phim đó chú vẫn luôn không hiểu được. Nhưng chú dám chắc chắn chuyện này nhất định có liên quan đến chuyện chú ba cháu mất tích. Hơn nữa nhất định có liên quan đến chuyện nghe tiếng sấm. Cháu vẫn luôn hỏi chú sao lại để tâm đến chuyện này như thế. Nói thật, chú thật sự muốn tìm được chú ba của cháu. Mặt khác, chú cũng muốn hiểu được bộ phim đó. Chú hai, cháu thấy hình như chú còn có chuyện giấu cháu. Nếu chú đã hiểu rõ như thế, vậy nhất định cũng đã đoán được gì đó về chuyện chú ba mất tích. Tất cả manh mối đều hướng về hướng Thành Sấm. Chú ba không thể phát hiện ra gì được. Cho nên khả năng chú ba mất tích lớn nhất chính là chú ấy đã đến Thành Sấm. Thành Sấm rốt cuộc là nơi thế nào? Rốt cuộc có liên quan gì đến tiếng sấm? Dương Đại Quảng đã chết, Mẫu Thuyết Hải phát điên. Họ đều là gì đã đến Thành Sấm? Vậy chú ba có liên quan gì đến tất cả chuyện này? Chú không biết. Đúng là chú cũng nghi ngờ chú ba cháu đã đến Thành Sấm. Nhưng chú nghĩ nguyên nhân của chuyện này có lẽ rất phức tạp. Chỉ khi nào tìm được Thành Sấm mới làm rõ được tất cả mọi việc. Tôi biết rồi.
Mau đưa Á Nữ lên xe nhanh lên. Mọi người đến bệnh viện trước đi, đi mau. Em gái, đi thôi, em gái đi mau. Còn có người chưa lên xe, dừng xe. Em gái, lên xe. Cô không sao chứ? Cô yên tâm, tôi sẽ không để cô xảy ra chuyện gì đâu. Nắm chắc, tay nắm vào. Cô không sao chứ? Mau xuống xe. Không được động đậy. Đừng nổ súng. Giữ bọn chúng lại. Đi, đi. Không được động đậy. Bỏ súng xuống. Đi. Anh ta bị thương rồi, đưa anh ta đến bệnh viện trước đi. Tôi biết cháu rất lo cho ông cháu, tôi cũng thế.
A nữ cũng đang ở trong tay bọn họ. Tôi nhất định sẽ cứu họ ra ngoài. Nhưng bọn chúng đông quá, hai chúng ta mà đi thì chính là nộp mạng. Tôi đã liên lạc với bạn tôi rồi, họ sẽ đến nhanh thôi. Hãy tin tôi, tôi nhất định sẽ cứu được họ ra. Cuối cùng tôi cũng tìm được rồi. Tiếng sấm dẫn tôi đến đây. Các người, các người quỳ xuống hết cho tôi. Quỳ xuống, quỳ xuống hết đi. Không muốn chết thì quỳ xuống. Người phụ nữ của bố nuôi nhất định không chết dễ dàng như vậy đâu. Cô yên tâm đi, tôi hiểu bố nuôi nhất. Ông ấy nhất định sẽ quay lại cứu chúng ta. Khi phát hiện tên mù đó đến nhà tôi trộm đồ là tôi đã biết có người đang tìm món đồ giống tôi. Tôi mãi vẫn chưa giải đáp được bí mật về đôi qua tay bằng đồng thau đó. Thế nên tôi đã cố tình thả hắn đi. Cậu thấy đấy, lúc nào cũng có chó săn giúp tôi tìm đường. Khốn kiếp. Ông nói ai là chó? Ông mới là chó ấy. Tôi nói rồi, đi theo tên mù đó chắc chắn sẽ có kết quả cơ mà. Giang Tử Toán, suy nghĩ thế nào rồi? Có muốn gia nhập vào đại gia đình này của chúng tôi không? Thôi, đại gia đình của các ông kỳ quái lắm. Lúc trước chúng ta đã nói rồi, ai cần gì lấy thứ nấy. Ông lấy thứ ông cần, tôi lấy thứ tôi muốn. Những chuyện khác không liên quan gì đến nhau. Vốn dĩ tôi có thể một mẻ lưới bắt gọn bọn chúng, không ngờ cậu lại để hắn chạy mất. Ông yên tâm, có cô ta ở đây, tên mù đó nhất định sẽ đến. Ông làm gì vậy hả? Có bản lĩnh thì nhắm vào tôi đây. Cô gái, bạn trai của cô có cho cô xem thứ này bao giờ chưa? Ừ.
Ánh mắt của cô đã bán đứng cô rồi. Nghe đây, bạn trai cô trộm đồ của tôi, còn giở trò với tôi. Tôi phải cho cậu ta một sự trừng phạt nho nhỏ mới được. Nhưng tôi không phải là người xấu. Tôi hoan nghênh cô gia nhập đại gia đình của chúng tôi. Lát nữa cô sẽ hiểu tôi mà. Cái này là thiết bị nghe tiếng sấm nhỏ. Sau khi cấy vào cơ thể, con người sẽ không thể nói được nữa. Tôi nghe nói kỹ thuật của các người là phương pháp cổ xưa, phải đục một lỗ trên đầu. Phải có kỹ thuật tốt thì hiệu quả nghe tiếng sấm mới tốt được. Tôi rất muốn được xem kỹ thuật của các người. Chúng tôi chỉ có thể áp dụng với trẻ con mà thôi. Người trưởng thành sẽ chết mất. Không phải sợ, tôi đã thử rồi. Cùng lắm thì sẽ trở thành kẻ ngốc thôi. Một thời gian nữa, trong thôn sẽ có trẻ con tiến hành nghi thức đó. Đến lúc đó, ông hãy đến mà tham gia. Nhưng tôi không đợi được nữa rồi. Phương pháp cổ xưa buộc phải tiến hành dưới sông ngầm. Được, chuẩn bị đi, đến sông ngầm.
Tên mù đó vào trong thôn rồi, nhưng hắn đã bị thương. Trên mặt đất chắc chắn có vết máu. Nhất định phải tìm cho được hắn. Mái tóc đẹp như thế này, tôi không nỡ cạo trọc hết đâu. Đục một cái lỗ ở chỗ này. Ông chủ, cậu Tề, cuối cùng cậu cũng về rồi. Ông chủ, tìm được cái này trên người của hắn. Mang đến đây, mang đến đây. Làm theo những gì tôi nói. Nếu không thì người bị đục một lỗ trên đầu sẽ chính là ông đấy. Cậu cũng to gan thật. Tôi bị trúng đạn rồi, ông chủ, đừng khích tôi. Nếu không, chuyện gì tôi cũng làm ra được đấy. Bảo bọn chúng bỏ súng xuống. Bỏ súng xuống. Vẫn còn một kẻ. Qua bên kia, qua bên kia.
Bây giờ hãy thả bạn tôi ra. Thả bọn họ ra đi. Bố nuôi, đừng manh động. Các người đều không muốn ông chủ mình sẽ bị thương chứ. Đi, đi thôi. Đi thôi. Đi mau, đi. Ông chủ, không cần lo lắng, chúng ta sẽ lấy lại được thôi mà. Hãy lấy lại đôi bao tay bằng đồng thau cho tôi. Dân, đi. Mau, mau, mau. Mau. Tình thế không ổn, không rõ tình hình của địch.
Nằm xuống. Có thể bên địch đang gấp 3 lần chúng ta. Không được, vẫn còn chưa lấy được thứ tôi muốn. Cho tôi nhận tiền làm việc, nhưng tôi không thể để em tôi đi nộp mạng được. Thằng nhóc này, ý kiến của cháu cũng được đấy. Cháu mà đi cùng với bọn họ thì còn làm tốt hơn. Tiểu Tam gia, cậu từ bỏ chuyện này đi. Vì lần chi viện này, vị gia đã thuê tất cả cao thủ các công ty bảo vệ Đông Nam Á đến đây. Bằng không chúng ta vốn không thể có nhiều quả lực như thế. May mà đồng chí Thiên Chân ra được chiêu hay. Nhìn chúng bị quanh tạc đến mức mẹ chúng cũng không thể nhìn ra. Có phục không? Có phục không? Những kẻ này là ai vậy? Đều là những kẻ lạ mặt, đeo mặt nạ để che giấu thân phận. Chị, cố gắng chăm sóc bản thân nhé.